Đây là khu đất rộng 10.000 m2 trong khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, cơ sở 2 thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, được ngành y tế Đồng Nai chọn làm bệnh viện dã chiến. Theo đó, khi dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra bùng phát lớn, người mắc bệnh được đưa vào điều trị tại các bệnh viện lớn của tỉnh, còn những người nghi ngờ sẽ được đưa đến cách ly tại đây. Hiện tại, khu đất này đã được san phẳng, chuẩn bị mặt bằng trước, sau đó sẽ xây dựng hệ thống nước thải. Khi có dịch bệnh bùng phát, ngành y tế sẽ cho lắp đặt các thùng container để xây dựng bệnh viện. Theo tính toán, khu đất này có thể chứa được 500 giường bệnh.